Hi, xin chào các bạn nha. Bây giờ mình đang đứng ở ngã ba đường Phạm Văn Ảnh và Trần Hưng Đạo nè. Và bây giờ mình sẽ đi về cái hướng hướng nào ta? Hướng bệnh viện này thì chấm á. Mình quay lại cho các bạn xem cái con đường này nha. Đường này là cũng thuộc là đường nhỏ thôi. Phạm Văn Ảnh. Đó, nó có những cái hẻm này. Karaoke Đồng Dao. Quán Đồng Dao là một thời á các bạn, hồi xưa á, giống như là một trong những quán cà phê sớm nhất ở Đức Phổ. Cái đường, cái khu này là nó làm quy hoạch giống như cái đường bằng cờ vậy, song song cắt nhau vậy. Đây, đây là quán cà phê Flower. Quán này cũng đẹp lắm nha các bạn, có điều hơi khuất hơi nhưng mà cũng đẹp lắm. Bạn nào uống cà phê cứ vô thử quán này đi. Phạm Văn Ảnh. Đường này mình cũng chưa đi cái hướng này nên không biết là nó đi tới đâu đi. Giống cái đường này hồi xưa mình đi học học tiếng Anh này, cái cô có cô giáo mình học tiếng Anh dạy mình tiếng Anh trong này đó, đúng rồi, mê luôn. Ai với hồi xưa đâu có tin đường như vậy đâu, đi rồi nhớ vậy thôi. Rồi đó, như vậy nha các bạn, như vậy là mình đã đi xong cái con đường đó, quên mất cái tên đường gì luôn rồi. Rồi xin chào tạm biệt mọi người.